Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Tuấn Mobile. Và ngày hôm nay trong video này thì Quỳnh sẽ mang đến cho các bạn một số những tin tức sau đây. Đầu tiên đó là Hoa Kỳ sẽ ra mắt Harmony OS tại HDC 2019 diễn ra vào ngày 9 tháng 8. Thứ hai đó là Samsung sẽ ra mắt smartphone Galaxy A80 Flip Pin Edition cho các tín đồ K-pop. Và cuối cùng là tin tức Apple đang phát triển iPad màn hình gập hỗ trợ 5G. Theo truyền thông Trung Quốc thì Huawei đã lên lịch tổ chức hội nghị nhà phát triển toàn cầu Huawei HDC vào ngày 9 tháng 8 nhằm để ra mắt hệ điều hành Harmony OS, và đây sẽ là một trong những sự kiện có tầm quan trọng cũng như là ý nghĩa với Huawei trong bối cảnh lệnh cấm vận của Mỹ vẫn còn đang được thi hành. Tại sự kiện này thì Huawei sẽ giới thiệu những gì mà Harmony OS đã có cùng với những chính sách hỗ trợ thu hút các nhà phát triển. Ngoài ra thì theo Richard Yu, giám đốc điều hành của tập đoàn này, thì Harmony OS không chỉ là chạy trên smartphone mà nó còn có thể hỗ trợ cả trên tablet nè, máy tính nè, TV, xe hơi và thậm chí là cả thiết bị đeo thông minh nữa. Thậm chí là nó còn có thể tương thích với tất cả những ứng dụng Android và ứng dụng web luôn. Đối với tin tức thứ hai thì mới đây Samsung đã ra mắt bộ sưu tập smartphone và phụ kiện gắn với nhóm nhạc nữ rất nổi tiếng của Hàn Quốc, đó là Blackpink in your area. Đồng thời đây cũng là đại sứ thương hiệu của Samsung cho dòng Galaxy A với hai màu chủ đạo đó là hồng và đen. Màu chủ đạo của Galaxy A80 Flip Pin Edition là đen và được điểm xuyến bằng cụm camera cũng như là khuôn viền của máy và các nút bấm màu hồng nữ tính. Logo Flip Pin được in ở phía sau, giao diện của máy cũng được tùy chỉnh với hình nền và màu sắc theo chủ đề của Flip Pin luôn. Và bên trong hộp của Galaxy A80 Flip Pin Edition còn có một chiếc case với dây đeo, đốc sạc 15W và một bộ ảnh siêu khuôn ngầu của bốn cô gái xinh đẹp này nữa. Ngoài Galaxy A80 thì dự kiến là Galaxy Buds và Galaxy Watch Active cũng sẽ có phiên bản Flip Pin Edition luôn. Và hiện tại thì vẫn chưa rõ Galaxy A80 Flip Pin Edition sẽ được phân phối tại những thị trường nào và mức giá của em này là bao nhiêu. Tuy nhiên, theo Gizmotina thì nhiều khả năng mẫu smartphone đặc biệt này sẽ được bày bán tại Việt Nam trong thời gian sắp tới. Các fan của những cô nàng hãy gom lúa từ ngay bây giờ là vừa rồi đó nha. Tin tức cuối cùng, theo tiết lộ của nhà nghiên cứu Chaplin thuộc hãng phân tích IHS Markit thì Apple đã có kế hoạch ra mắt một thiết bị iPad màn hình gập hỗ trợ 5G ngay trong năm tới. Thiết bị này sẽ có màn hình lớn gần bằng một chiếc MacBook luôn và được hỗ trợ mạng 5G. Đáng tiếc thì hiện tại vẫn chưa có bất kỳ một thông tin nào về kích thước cũng như là cơ chế gập hay là độ phân giải của màn hình thiết bị. Nghe thì có vẻ như đây là một ý tưởng khá viển vông, nhưng mà điều này thì cũng không khó xảy ra đâu nha. Trước đây thì Apple đã được cấp bằng sáng chế liên quan đến một thiết bị có thể gập lại với màn hình uốn cong, và các đối thủ của hãng là Samsung hay là Huawei đều đã ra mắt sản phẩm như vậy từ bằng sáng chế đó rồi. Nếu như mà ra mắt thì iPad màn hình gập sẽ là sản phẩm cách mạng tiếp theo của Apple, đơn giản bởi vì nó không hề giống bất cứ một thiết bị nào trước đây của hãng cả. Một chiếc iPad màn hình gập sẽ vừa có nét giống iPad nhờ kích thước nhỏ gọn nhưng cũng có thể mở to ra hết cỡ để mà làm việc giống như là MacBook. Mặc dù vậy, Apple sẽ phải gặp rất nhiều cái trở ngại về mặt công nghệ trước khi ra mắt một thiết bị như vậy. Có thể nhìn thấy Samsung và Huawei là hai tấm gương điển hình để mà Apple thận trọng hơn trong việc phát triển công nghệ màn hình gập này của mình. Và vừa rồi là một số thông tin mà Như Quỳnh muốn chia sẻ với các bạn trong video lần này. Các bạn cảm thấy hứng thú với tin tức này nhất và các bạn có ý kiến gì về những tin tức này thì hãy để lại comment cho Quỳnh biết nha. Và nếu như cảm thấy video này thú vị thì đừng quên like và subscribe kênh Minh Tuấn Mobile để ủng hộ cho tụi mình nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau trên Minh Tuấn Mobile. Bye bye.